ngày ra chị đẹp hơn. Chị có bí quyết gì? Bảo có thích học bí quyết không? Bảo em rất thích. Sao em nhìn thấy da chị vừa hồng này, vừa nhẵn này, vừa trắng ta? Mà lại không trang điểm. À, mà không trang điểm, không hề trang điểm nhá. Có một chút son vào đây. Son môi thôi, đỏ đỏ. Thế thì sau đó mình về mình cứ soi gương suốt. Chồng có ghi, nghe mình đâu. Chồng đừng có ghi. Trên nhà cũng soi gương, xuống bếp soi gương, ba phòng ngủ soi gương. Xong mình bảo là cũng trông cũng được. Thế sau đó thì sau đó mình bảo thế này thì mình chắc chắn là lần này mình sẽ kiếm tiền to. Đấy, cái đấy là một cái bí quyết của người phụ nữ mà chắc có lẽ phụ nữ là thích đẹp, đúng không? Thế thì cái bí quyết này là đây, tìm cái này, tìm cái này, mình cứ cào cào xong lại băm bổ, nói chung khắp mặt đấy. Thế nhưng mà tất nhiên là trước khi làm việc này thì tất nhiên là có 6 vùng phản chiếu. Mình làm trước đã. Có lúc đã đang làm dở quên mất 6 vùng phản chiếu rồi chứ. Lại đi lấy cái khác để làm. Đấy. Nhân là đầu ký công ấy. Thế là bắt đầu là mình cứ làm thế thôi. Ngày 2 lần thậm chí tối đi ngủ lại làm. Bây giờ là bộ hiện nay là đang hôm qua là hôm kia mình thử đo là 76 bộ eo. Thế bây giờ mình mới làm mình chưa đo bộ để quảng cáo dần. Thế là dần dần. Theo mình quá. Thế nhưng mà này, cái này là cứ để sẵn ở giường ấy, trước khi các bạn đi ngủ thức giấc dậy lúc nào là ta lại nặng. Nằm bộ chứ không phải cứ là đứng lăn. Kể cả nằm lăn càng tốt. Nằm lăn nó không bị phừ xuống dưới. Đấy. Thế cho nên là mình cảm thấy bụng mình bây giờ nó cũng mềm, cũng nhẹ. Nhưng mà chưa đo nhá, để 5 ngày đo. Mới xem 3 ngày. Xem cô bôi cái gì vào để cho nó hiệu quả lên. Chưa bôi cái gì. Cái lăn này cô có lăn nhiều không? Hả? Cái lăn trên mặt cô có lăn nhiều? Có, lăn. Gần như là lăn cái. Coi như là nhất là lăn vào lúc ngủ dậy. Lúc ngủ dậy và khi mà thức giấc dậy là mình cứ để sẵn đầu giường này. Có thể thức giấc dậy lúc nào mình năn, nhưng mà đến lúc xong mình năn ra ngủ mình chẳng biết là coi như là mình đã nhưng mà công nhận là mình sắp rất ngủ ngon. Hay quá. Sâu. Chúc mừng cô. Đấy, nói thế vui đấy, tự nhiên là nó khỏe mọi thứ rồi.